Sách Thi Thiên, chương 84. Tác giả mong ước được thờ phượng Chúa trong đền thánh. Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi ngự của Ngài đáng yêu thay. Linh hồn con mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Tâm hồn và thể xác con cất tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời hằng sống. Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân, là vua của con và là Đức Chúa Trời của con. Ngay cả con chim sẻ còn tìm được một nơi để ở, con chim én còn kiếm được một chỗ để làm tổ đẻ con, là nơi gần bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào được ở trong nhà Chúa, họ sẽ ca ngợi Chúa mãi mãi. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và lòng họ hướng về con đường dẫn đến Sion. Đang khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm cho trũng ấy trở nên những suối nước. Mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Họ đi tới, sức lực ngày càng tăng, cho đến khi họ ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, xin nghe lời cầu nguyện của con. Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin Ngài lắng tai nghe. Lạy Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng con, xin đói xem mặt của người được Chúa sức dầu. Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1.000 ngày ở nơi khác. Con đã chọn thà làm người giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời còn hơn là sống trong trại kẻ dữ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh quang. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành nào cho những người sống cuộc đời trọn vẹn. Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào tin cậy nơi Ngài. Sách Luca, chương 5. Mẻ lưới kỳ diệu. Một lần kia, khi Đức Chúa Giê-xu đứng trên bờ hồ Gê-nê-sa-rết, dân chúng chen lấn chung quanh Ngài để nghe lời Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Ngài lên một trong hai chiếc thuyền đó là chiếc của Simon và bảo ông chèo ra khỏi bờ một chút. Rồi Ngài ngồi trên thuyền giảng dạy cho dân chúng. Khi giảng xong, Ngài bảo Simon, hãy chèo ra ngoài nước sâu, thả lưới để đánh cá. Simon thưa, thưa Thầy, chúng con đã làm việc suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới. Họ thả lưới xuống và bắt được nhiều cá đến nỗi đứt cả lưới. Họ ra hiệu gọi các bạn ở thuyền khác đến giúp. Các bạn ấy đến chở cá đầy hai thuyền, đến nỗi gần chìm. Thấy vậy, Simon Phi-e-rơ quỳ xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giê-xu và thưa, lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là người có tội. Vì Simon và tất cả những người ở đó với ông đều kinh ngạc về mẻ lưới vừa rồi. Cả Gia-cơ và Giăng con Cê-bê-đê, bạn của Simon cũng vậy. Đức Chúa Giê-xu phán với Simon, đừng sợ, kể từ nay con sẽ trở nên tay đánh lưới người. Họ đem thuyền vào bờ, bỏ mọi sự mà theo Ngài. Chúa chữa bệnh phong hủi. Khi Đức Chúa Giê-xu đang ở trong thành kia, có một người mắc bệnh phong hủi đầy mình, thấy Ngài thì sắp mặt xuống đất van xin. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể khiến con được sạch. Đức Chúa Giê-xu giơ tay chạm đến người ấy và phán, ta muốn, hãy sạch đi. Lập tức, bệnh phong hủi biến mất. Ngài truyền dặn anh ta không được nói với ai và bảo, hãy đi trình diện với Thầy Tế Lễ và dâng tế lễ về việc con được sạch, theo như Môi-se dạy, như một lời chứng cho mọi người. Danh tiếng Ngài ngày càng vang lừng, đông đảo quần chúng tụ họp để nghe Ngài và để được chữa lành bệnh. Nhưng Ngài lánh vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Chúa chữa bệnh bại liệt. Một ngày kia, Đức Chúa Giê-xu đang giảng dạy, có những người Pha-ri-si và các thầy dạy luật từ các làng trong miền Galilee, Giu-đê và từ thành Jerusalem đến ngồi tại đó.
Quyền năng của Chúa ở với Ngài để chữa lành bệnh tật. Kìa, có mấy người khiêng một người bại liệt trên giường, đang tìm cách đưa người ấy vào trong nhà và đặt trước mặt Ngài. Vì đông người quá, không thể đem người bại liệt vào được, nên họ trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra, rồi dòng cả người lẫn giường xuống trước mặt Đức Chúa Giê-xu giữa đám đông. Thấy đức tin của họ, Ngài phán: Hỡi con, tội lỗi con đã được tha. Các thầy thông giáo và người Pharisee bắt đầu thắc mắc: Người này là ai mà dám nói phạm thượng như thế? Ngoài Đức Chúa Trời, ai có quyền tha tội? Nhưng Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng họ, nên phán rằng: Tại sao các ngươi thắc mắc trong lòng như vậy? Giữa hai cách nói, tội lỗi con đã được tha, hoặc hãy đứng dậy bước đi, cách nào dễ hơn? Nhưng để các ngươi biết rằng, con người ở thế gian có thẩm quyền tha tội. Ngài phán với người bại liệt: Ta bảo con, hãy đứng dậy, vác giường trở về nhà. Lập tức người bại liệt đứng dậy trước mặt họ, vác giường mình đã nằm, và đi về nhà, tôn vinh Đức Chúa Trời. Mọi người đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời. Họ sợ hãi nói: Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ thường. Chúa gọi Lê-vi, sự kiêng ăn. Sau đó, Đức Chúa Giê-xu đi ra ngoài, thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi tại phòng thuế, thì Ngài phán với ông: Hãy đi theo ta. Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài. Lê-vi mở tiệc lớn khoản đãi Ngài tại nhà mình, có nhiều người thu thuế và những người khác ngồi cùng bàn với Ngài. Những người Pharisee và các thầy thông giáo phàn nàn với môn đồ Ngài rằng: Sao các ông lại ăn uống với phường thu thuế và bọn người tội lỗi? Đức Chúa Giê-xu đáp: Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc đâu, nhưng là người đau ốm. Ta không đến để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội ăn năn. Họ nói với Ngài: Môn đồ của dân cũng như môn đồ của người Pharisee thường kiêng ăn cầu nguyện, nhưng môn đồ của thầy lại ăn và uống. Đức Chúa Giê-xu đáp: Các ngươi có thể bắt khách dự tiệc cưới, kiêng ăn trong khi chàng rể còn ở với họ sao? Nhưng đến lúc chàng rể được đem đi khỏi họ, thì trong những ngày ấy họ mới kiêng ăn. Ngài cũng kể cho họ một ẩn dụ: Không ai xé một mảnh áo mới mà vá vào áo cũ. Làm như vậy, áo mới sẽ rách, và mảnh vải mới cũng không xứng hợp với áo cũ. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Vì như vậy, rượu mới làm nứt bầu da, rượu đổ ra và bầu da cũng bị hỏng. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu mới, cũng không ai đã uống rượu cũ lại đòi rượu mới, vì người ấy nói rằng rượu cũ ngon hơn. Sách Giê-rê-mi, chương 16. Ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống Giê-rê-mi. Lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi: Con đừng cưới vợ, cũng đừng sinh con trai, con gái tại nơi này. Vì Đức Giê-hô-va phán như sau về các con trai, con gái sẽ sinh tại đây, và về những cha mẹ đã sinh đẻ chúng trong xứ này. Chúng sẽ chết vì dịch bệnh, không ai khóc than, cũng chẳng ai chôn cất. Chúng sẽ thành phân bón trên mặt đất, chúng sẽ bị diệt bởi gươm đao và đói kém. Thầy của chúng sẽ làm đồ ăn cho chim trời và thú vật trên đất. Đức Giê-hô-va phán: Đừng vào nhà đang có tang, đừng than khóc hay phân ưu với chúng. Vì ta đã rút sự bình an, tình yêu vững bền và lòng thương xót ra khỏi dân này. Đức Giê-hô-va phán vậy. Người lớn kẻ nhỏ đều sẽ chết trong đất này, không có ai chôn cất, chẳng ai khóc thương, cũng không ai tự rạch mình hay cạo đầu vì chúng. Không ai bẻ bánh cho người thọ tang để an ủi họ về người đã chết. Cũng không ai trao chén, chia buồn vì sự chết của cha mẹ chúng. Con cũng đừng vào nhà có tiệc để ngồi ăn uống với chúng. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán: Này, ngay trước mặt các ngươi, trong đời các ngươi,
ta sẽ làm cho xứ này im tiếng reo vui rộn rã, không còn tiếng của chú rể cô dâu. Khi con loan báo cho dân này tất cả những lời ấy, chúng sẽ hỏi con: tại sao Đức Giê-hô-va quyết định giáng tai họa khủng khiếp này trên chúng tôi? Tội ác của chúng tôi là gì? Chúng tôi đã phạm tội gì với Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi? Con hãy nói với chúng rằng Đức Giê-hô-va phán: vì tổ phụ các ngươi đã bỏ ta mà theo các thần khác, đã phục vụ và thờ lạy các thần ấy. Chúng đã từ bỏ ta, không tuân giữ luật pháp ta. Còn các ngươi là hành động xấu xa hơn tổ phụ các ngươi nữa. Người nào cũng bướng bỉnh đi theo lòng dạ gian ác của mình, không chịu vâng lời ta. Vì vậy, ta sẽ trục xuất các ngươi khỏi đất này, ném vào một xứ mà các ngươi và tổ phụ các ngươi chưa từng biết. Tại đó, các ngươi sẽ ngày đêm phục vụ các thần khác, vì ta sẽ không ban ơn cho các ngươi nữa. Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va phán: chắc chắn sẽ có ngày người ta không còn nói: thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, là đấng đã đem con dân Israel ra khỏi Ai Cập, nhưng sẽ nói: thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, là đấng đã đem con dân Israel trở về từ phương Bắc và từ các nước mà họ đã bị đày đến. Vì ta sẽ lại dẫn chúng trở về đất mà ta đã ban cho tổ phụ chúng. Đức Giê-hô-va phán: này, ta sẽ sai tìm nhiều tay đánh cá để bắt chúng. Sau đó, ta sẽ sai đi tìm nhiều thợ săn để săn chúng trên mọi núi, mọi đồi và các khe đá. Vì mắt ta theo dõi mọi đường lối chúng, chúng không thể trốn khỏi mặt ta, và tội lỗi của chúng cũng không che mắt ta được. Trước hết, ta sẽ báo trả chúng gấp đôi sự gian ác và tội lỗi chúng đã phạm, vì chúng đã làm ô uế đất ta bởi thay của các thần tượng đáng ghét và làm đầy dẫy sản nghiệp bằng những thứ đáng ghê tởm. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là sức mạnh và đồn lũy của con, nơi ẩn náu của con trong ngày hoạn nạn. Từ tận cùng trái đất, các nước sẽ đến với Ngài và thưa: tổ phụ chúng con chỉ thừa hưởng các thần giả dối, những điều hư không và chẳng được ích lợi gì. Loài người có thể tự tạo cho mình các thần được sao? Nhưng các thần đó đâu phải là thần. Vì thế, ta sẽ cho chúng biết. Thật, lần này ta sẽ dạy cho chúng biết sức mạnh và quyền năng của ta, và chúng sẽ biết danh ta là Giê-hô-va. Chương 17. Tội lỗi và hình phạt dành cho Giu-đa. Tội lỗi của dân Giu-đa được ghi bằng bút sắt, khắc bằng mũi kim cương trên bia lòng và trên sừng các bàn thờ của chúng, để cho con cái chúng nhớ lại bàn thờ và các trụ thờ Asera gần các lùm cây rậm lá trên các đồi cao. Hỡi núi ta trong cánh đồng, ta sẽ phó mọi của cải, châu báu ngươi cho kẻ cướp, vì tội lỗi ngươi đã phạm trên các nơi cao, trong khắp bờ cõi mình, ngươi sẽ tự đánh mất cơ nghiệp ta ban cho. Ta sẽ bắt ngươi phục dịch kẻ thù ngươi trong một xứ mà ngươi chưa từng biết, vì ngươi đã nhen lửa giận ta lên, thì nó sẽ thiêu đốt mãi mãi. Đức Giê-hô-va phán: đáng nguyền rủa cho kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay. Lòng dạ lìa khỏi Đức Giê-hô-va, người ấy như thạch thảo trong hoang mạc, không thấy phước đến, phải sống nơi đồng hoang cằn cõi, trên đất mặn không dân ở. Phước cho người nhờ cậy Đức Giê-hô-va, lấy Đức Giê-hô-va làm nơi nương tựa mình. Người ấy như cây trồng bên bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, gặp khi trời nắng cũng chẳng sợ hãi, mà lá vẫn xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt. Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được? Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét tâm trí, thử nghiệm tấm lòng, báo đáp cho mỗi người tùy theo con đường họ đi và tùy kết quả công việc họ làm. Kẻ làm giàu bất chính
giống như chim đa đa ấp trứng, không do nó đẻ ra. Đến nửa cuộc đời, của cải ra đi, và cuối cuộc đời chỉ còn là kẻ ngu dại. Lời tuyên xưng của Jeremy. Từ ban đầu, ngôi vinh quang ở trên cao là nơi tọa lạc của đền thánh chúng con. Lạy Đức Giê-hô-va, niềm hy vọng của Israel, kẻ nào chối bỏ Ngài đều bị xấu hổ. Ai quay lưng với Ngài sẽ bị ghi tên vào bụi đất, vì chúng đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va là nguồn nước sống. Lạy Đức Giê-hô-va, xin Ngài chữa cho con để con được lành. Xin Ngài cứu con để con được cứu, vì Ngài là đấng con tôn ngợi. Kìa, chúng nói với con, lời phán của Đức Giê-hô-va ở đâu? Sao không thấy ứng nghiệm? Về phần con chẳng vội bỏ chức vụ chăn bầy, nhưng cứ theo Ngài. Ngài biết, con không trông mong ngày tai họa. Lời từ miệng con thốt ra đều ở trước mặt Ngài. Xin đừng để con khiếp sợ. Ngài là nơi ẩn náu của con trong ngày hoạn nạn. Xin làm cho những kẻ bắt bớ con phải xấu hổ, nhưng chính con không bị xấu hổ. Xin làm cho chúng khiếp đảm, nhưng chính con không bị khiếp đảm. Xin giáng trên chúng ngày tai họa, tàn phá chúng gấp đôi. Tuân giữ ngày Sa-bát. Đức Giê-hô-va phán với tôi, con hãy ra đứng tại cổng dân chúng, tức là cổng mà các vua Giu-đa thường ra vào, và tại tất cả các cổng thành Giê-ru-sa-lem. Con hãy nói với chúng, hỡi các vua Giu-đa, toàn dân Giu-đa và toàn thể dân cư Giê-ru-sa-lem, là những người qua lại các cổng này, hãy lắng nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán, các ngươi hãy vì mạng sống mình mà giữ. Đừng khiêng gánh trong ngày Sa-bát, cũng đừng mang vác gì qua các cổng thành Giê-ru-sa-lem. Trong ngày Sa-bát, đừng khiêng gánh ra khỏi nhà các ngươi, cũng đừng làm việc gì cả, nhưng hãy biệt riêng ngày Sa-bát ra thánh, như ta đã phán dặn tổ phụ các ngươi. Tuy nhiên, tổ phụ các ngươi chẳng chịu nghe, chẳng quan tâm. Chúng cứng đầu, cứng cổ không lắng nghe, không tiếp nhận lời sửa dạy. Đức Giê-hô-va phán, nếu các ngươi chăm chú nghe ta, không khiêng gánh vào các cổng thành ấy trong ngày Sa-bát, nhưng biệt riêng ngày Sa-bát ra thánh và không làm việc gì trong ngày đó, thì các vua nối ngôi David và các thủ lĩnh sẽ ngồi xe, cưỡi ngựa cùng với các quan chức Giu-đa, và dân cư Giê-ru-sa-lem sẽ qua các cổng mà vào thành, và thành ấy sẽ còn đời đời. Dân chúng từ các thành của Giu-đa và các vùng phụ cận Giê-ru-sa-lem, từ đất Benjamin, từ đất Sơ-phê-la, từ vùng đồi núi và từ Nê-ghép sẽ kéo đến, đem tới lễ thiêu và các sinh tế, tới lễ chay và nhũ hương, cùng tới lễ cảm tạ, đến nhà Đức Giê-hô-va. Nhưng nếu các ngươi không vâng lời ta mà biệt riêng ngày Sa-bát ra thánh, lại còn khiêng gánh đi vào cổng thành Giê-ru-sa-lem trong ngày Sa-bát, thì ta sẽ nhen lửa tại cổng thành, và lửa ấy sẽ tiêu hủy các lâu đài của Giê-ru-sa-lem, không ai dập tắt được.